và lắng nghe với lòng yêu mến. Về đây chia giấc mơ đời, một giáo hội nhịp bước cùng nhau, nhịp cầu mang trái tim về gần nhau. Đây lời Chúa soi đường đưa bước, hiệp hành như anh em bạn đường. Nhịp cầu hiệp hành, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe. Nhịp cầu hiệp hành Vatican News tiếng Việt xin mến chào quý khán thính giả trở lại với số 14 của chuyên mục. Và hôm nay bên cạnh người dẫn chương trình rất thân quen với chúng ta là Sơ Maria Xuân Huyên đến từ dòng bên thánh giá Phan Thiết. Thì chúng tôi xin giới thiệu và chia sẻ với quý khán thính giả một cái trải nghiệm rất là thú vị của một nhóm các anh chị đến từ Hoa Kỳ và Canada. Các anh chị Thương Thương, Anh Thư, Đức Mỹ, Lan Hương, Tăng Đạt, Phương Dung và Phương Lan. Họ là những người vừa thực hiện một chuyến hành hương đi bộ, cả đi lẫn về từ Roma đến Assisi rồi trở về Roma. Vâng, xin chào quý khán thính giả gần xa của Vatican News tiếng Việt. Trở lại lần này với nhịp cầu hiệp hành, chúng tôi xin bắt đầu câu chuyện của chị Phương Lan thế này. Bài xếp, tôi đi 3 tuần nghỉ hè đây, see ya. Như mọi tuần, tôi vừa cầm vé máy bay, vừa vẫy tay chào ông Boss khi đi ngang qua cửa phòng ông để đi về. Boss đang xem giấy tờ, bèn vội vàng bỏ xuống rồi hỏi, công việc xong hết chưa vậy? Tôi trả lời, chắc chắn rồi. Sếp vui vẻ hỏi thêm, đi Camino nữa à? Ở đâu lần này thế? Tôi vui vẻ đáp lại, dạ nước Ý. Sẽ bắt đầu từ Rome đi bộ lên Assisi. Ông nhìn tôi và nói, bạn thật điên. Rồi ông cười lắc đầu như những lần trước, vì không làm sao có thể hiểu được tại sao có người mua vé máy bay sang châu Âu và dành 3 tuần hè mỗi năm chỉ để đi bộ lang thang. 20 ngày sau thì ông nói thế này, welcome back, you look exotic, skinnier but more refreshed. How was your Camino? Ông Boss vui vẻ chào đón tôi đi làm trở lại. Tạ ơn Chúa, chị chia sẻ, tôi có một chuyến hành hương tuyệt vời hơn tôi mong đợi. Thật vậy, chuyến hành hương này để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp trong Chúa cùng với anh chị em trong nhóm. Và hơn hết, Camino, tức là hành trình, cuộc hành trình, giúp tôi cảm nghiệm được tính hiệp hành và hiểu sâu xa hơn tại sao Đức Thánh Cha Francisco tha thiết kêu mời toàn giáo hội sống tính hiệp hành để chuẩn bị cho cái thượng hội đồng sắp đến này. Nhóm chúng tôi gồm có 7 người điên gốc Việt. Chị kể như thế, tạm bỏ sau lưng những tiện nghi sinh hoạt hàng ngày ở Mỹ và ở Canada trong 3 tuần, vác ba lô cùng nhau đi bộ lang thang theo bước chân Thánh Francisco từ Roma đến Assisi. Một phần là cảnh đẹp nơi đây, nhưng một lý do đáng suy tư hơn là chúng tôi cũng cảm thấy hoang mang lạc lõng trong một thế giới đầy dẫy hỗn loạn, chiến tranh, khủng hoảng, thiếu vắng tình thương, lòng tin yêu xảy ra trong giáo hội, trong cộng đoàn giáo xứ cũng như ngay trong gia đình. Riêng tôi muốn đi Camino lần này để có đôi chút thời gian tách ra khỏi cái vòng xoáy cuộc sống hàng ngày, để sống chậm lại và tìm ý Chúa qua những dấu chỉ của thời đại, với ao ước là khi trở về, tâm hồn tôi sẽ bình an hơn, thêm chút hy vọng và thêm vài tia sáng, hầu tiếp tục cuộc hành hương của đời mình. Và kinh nghiệm đầu tiên mà chị Phương Lan được chắc lọc lại đó là kinh nghiệm lạc. Lạc chứ không phải là đậu phụ. Lạc. Bing bing tít tít, cảnh báo nguy cơ đang đi lạc được phát ra từ những cái app ví dụ như là OnTrails và Wikiloc vang lên trong điện thoại khi cả đoàn đang hối hả lội mưa mà đi trong ngày hành hương đầu tiên. Rin rin, các anh chị đi lạc rồi. Một cái text là một cái tin nhắn từ cha Yên hiện lên trong điện thoại, xác định là chúng tôi đi lạc bởi vì cha theo dõi hành trình qua định vị. Bây giờ hiện đại dữ vậy hả? Nhóm đi mà có người đi theo nè. Em phải coi được coi bố mẹ em ở nhà có cài định vị rồi. Nghi lắm rồi dạ. Tôi và hai người chịu trách nhiệm dẫn đường thì bối rối cố gắng tìm hiểu tại sao lại lạc đường. Nào là OnTrails, nào là Wikiloc, nào là Google Maps và MapMe. Cái nào đúng đây? Bởi vì bốn cái app thì chỉ bốn hướng khác nhau. Đó. Nên là hiện đại cũng hại điện. Mấy cái dấu đi đường của Camino trên đường đó thì lúc ẩn lúc hiện và bây giờ thì biến mất tiêu luôn rồi. Ngoài trời thì mưa lớn như là thác đổ, tôi thầm lo lắng và ái ngại. Nhìn thấy cả đoàn ướt sũng như chuột, mặc dù đã trang bị đầy đủ áo mưa. Trên gương mặt nhau hiện rõ nét mệt mỏi vì đi bộ cả ngày
và với cả một cái gia tài của chuyến Camino đeo hết trên ba lô sau lưng, tôi thầm nghĩ, thôi rồi, phen này chắc cả nhóm sẽ nhai xương ba người dẫn đường chúng tôi. Và với một chút vốn tiếng Ý ít ỏi, chúng tôi lấy hết can đảm hỏi một người dân địa phương tại trạm xăng địa chỉ chúng tôi cần đến. Sự niềm nở và tốt bụng luôn có nơi người Ý. Người đàn ông ấy xác định là chúng tôi đi lạc. Đi theo sự hướng dẫn của ông ta, chúng tôi đi vào phố nhưng vẫn lạc vì không hiểu cách đọc địa chỉ của nước Ý. Cả đoàn đi tới đi lui trong mưa và một vài người bắt đầu có vẻ hết kiên nhẫn. Bất ngờ một thiên thần cầm cây dù trong mưa đi về hướng chúng tôi, chào và đón chúng tôi vào nhà. Lúc đó tôi thở ra thật nhẹ nhàng, trút hết bao nỗi âu lo. Hóa ra, cha Yên tuy ngồi trong đài phát thanh Radio Vatican nhưng vẫn đồng hành với chúng tôi qua Wikiloc, nhìn thấy chúng tôi lạc quá sức nên gọi điện xin bà chủ nhà trọ ra tận ngoài đường đón chúng tôi. Quá dữ rồi. Vâng. Và chị kể sau cái kinh nghiệm đi lạc và được tìm thấy này, nhất là biết cha Yên luôn âm thầm theo từng bước chân hành hương của chúng tôi trong suốt lộ trình qua Wikiloc, thì để giúp đỡ khi cần thiết nên chúng tôi cảm thấy rất an tâm để tiếp tục đi bộ trên những đồi núi, trên những mảnh đất có rất là nhiều hoa dại đẹp đẽ và trữ tình này, cho dù chúng tôi không nói được tiếng Ý. Hai khẩu hiệu hay là hai cái slogan của nhóm hay là của Camino này, chị kể đó là There is the will, there is the way, and the way will provide. Tức là ở đâu có ý chí thì ở đó có con đường. Và the way, lúc sau chị viết hoa, em nghĩ là Chúa. Ý nói là the way, chính Chúa sẽ lo lắng, lo liệu, provide, cung cấp cho những gì mình còn thiếu. Và đến lúc này thì chị nói chị cảm nhận ý nghĩa của nó rất là sâu sắc. There is the will, there is the way. Không những trong chuyến hành hương này, mà chính trong cả cái hành trình đức tin của chị. Thật vậy. Thế giới hôm nay thật hỗn độn và đầy mâu thuẫn, rắc rối như mấy cái apps và những dấu chỉ của Camino chỉ đường lung tung vậy. Nhưng chính Chúa luôn trung tín và yêu thương. Ngài có vẻ nhưng rất xa, nhưng lại rất gần bên và không bao giờ bỏ rơi chúng tôi một mình lạc lõng giữa chợ đời. Ngài âm thầm dõi theo chăm sóc và hướng dẫn chúng tôi. Và chỉ có trích dẫn một câu của Martin Buber như thế này: The true meaning of love one's neighbor is not that it is a command from God which we are to fulfill, but that through it and in it we meet God. Cái ý nghĩa đích thực của cái việc là hãy yêu mến người thân cận không phải đó là một cái mệnh lệnh của Chúa bắt chúng ta phải làm, chúng ta phải thực thi, nhưng mà là qua cái việc yêu thương người thân cận và nơi đó thì chúng ta gặp Chúa. Nhóm đến Spoleto vào buổi sáng. Mọi người quyết định đi tìm nhà thờ, đi lễ, rồi sau đó thăm thành phố sau. Cả nhóm vội vàng leo mấy con dốc lên đỉnh núi cho kịp giờ dự thánh lễ. Nhà thờ chính tòa ở Spoleto cũng được gọi là Đức Mẹ Lên Trời rất đẹp, với Roman style, với medieval mosaics cũng đang kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Dạ, tức là với kiến trúc Roman và những cái bức tranh khảm đá mà bên này mình gọi là mosaic. Dạ. Vâng, và chị chia sẻ tiếp, tôi chọn một chỗ chính giữa để ngắm nhà thờ và dự thánh lễ. Ngồi một lúc sắp đến giờ lễ mà tôi vẫn không thấy ai, đang ngơ ngác nhìn quanh thì tôi chợt thấy có một vài người lặng lẽ đi vào bên phía trái nhà thờ. Phản ứng của tôi đó là tò mò đi theo, thì nhận ra là mình đang đi vào trong một cái chapel, tức là một cái nhà nguyện nhỏ, rất đẹp. Tôi chọn một góc ngồi bên trái để dự lễ. Khi thánh lễ bắt đầu thì một linh mục cao tuổi vịn tay một thầy phó tế cùng đi lên bàn tánh. Ồ, một hình ảnh hiệp hành đúng nghĩa, nghĩa là cùng đi với nhau. Có một cái gì đó thu hút và rất lạ ở vị linh mục cao tuổi này. Ông có vẻ rất là yếu. Và tiếp tục nhìn theo ngài trong suốt buổi lễ thì tôi thấy bị thu hút bởi những giọng nói, bởi cái giọng nói rất là trầm ấm của ngài. Thánh lễ cha dân rất trang trọng và cha chú tâm hiện diện trong từng cử chỉ lời nói, như là việc này là cái việc duy nhất và quan trọng nhất đối với cha. Điều này tôi thấy rất hiếm trong một thế giới, đặc biệt ngày nay, bởi vì mọi việc và mọi người đều tỏ ra rất là vội vàng. Ngài cũng không cần nhìn sách khi dâng lễ. Từng chữ trong thánh lễ dường như là một phần tự nhiên trong con người của Ngài. Không có gì vội vàng, cứ thong thả như vậy, rất là cung kính trong suốt thánh lễ. Gần kết lễ, tự nhiên cha nhìn về phía chúng tôi chào và chúc phúc cho chuyến hành hương. Ngài ân cần hỏi chúng tôi đến từ đâu và như một phản xạ tự nhiên, chúng tôi cùng nói Việt Nam Mita.
Câu trả lời có một chút khiêu hãnh. Cuối lễ sau khi đã xong thì chúng tôi chụp một tấm hình chung với ngài rồi ra về. Khi ra đến gần cuối cửa nhà thờ thì trong nhóm có một anh tự nhiên lên tiếng, dĩ nhiên bằng tiếng Việt, hình như là cha khiếm thị vậy đó. Yeah. Wow, it struck a chord in me. Tôi vội vàng quay lại và nhìn thấy hình dáng ngài đang vịn vào tay thầy phó tế đi xa dần. Hình ảnh này đã làm tôi rất xúc động khi đó và cho đến bây giờ vẫn ở lại trong tôi. Vâng, và chị đúc kết lại như thế này là qua cái vị linh mục khiếm thị và lớn tuổi này thì Thiên Chúa đã xác chuẩn và khiến cho tôi phải suy nghĩ lại về cái thực tế của cái thế giới này cũng như là ơn gọi của tôi. Trong bóng đêm thì tôi thấy có 3 lựa chọn để sống. Một đó là gì? Là bị động, không làm gì hết. Thứ hai là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Còn thứ ba, qua hình ảnh vị linh mục đã khởi hứng cho chị, đó là tiếp tục sống vui vẻ trong bóng tối và mang ích lợi cho mọi người. Cha già khiếm thị chọn sống và phục vụ Chúa trong hoàn cảnh hạn hẹp mong manh, mỏng giòn của cuộc đời mình. Lòng tôi tự nhiên dâng lên một niềm cảm phục và biết ơn cha. Vì qua cha, Chúa dạy tôi bài học chọn cách sống tốt đẹp hơn. Thế giới chung quanh chúng tôi sau đại dịch đầy bất định, hoang mang và chia rẽ trầm trọng. Kinh tế toàn cầu bị xáo trộn và bấp bênh. Chiến tranh ở Phi Châu, Ukraine và nhiều nơi trên thế giới, và nhất là hiểm họa hạt nhân đang treo lơ lửng trên đầu mọi người. Ý thức hệ cực đoan và ngay trong giáo hội cũng đầy biến động. Mọi người đều nói về viễn cảnh giáo hội Đức sẽ tách rời khỏi giáo hội Công giáo, rồi nhiều người Công giáo thì cảm thấy lạc lõng ngay trong chính giáo hội của mình. Chị chia sẻ tiếp, thế hệ trẻ thì không nói chuyện được với thế hệ cha mẹ ông bà vì những ý thức hệ khác biệt, my way or highway. Đối diện với những bóng đêm này, thay vì chọn ngồi vô định trong bóng tối với hy vọng phép lạ sẽ xảy ra ngày mai, hoặc ngồi than trời trách đất nguyền rủa cuộc sống, thì những gì đang xảy ra, tôi học nơi vị linh mục này niềm tin tưởng phó thác và làm tất cả trong khả năng để cộng tác với Chúa cho một thế giới tốt đẹp hơn. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nối tiếp câu chuyện của chị Phương Lan với tâm tình của chị Lan Hương. Tháng 4 năm 2013, tôi được tham dự chuyến hành hương tên là Theo Vết Chân Thánh Y Nhã do cha Eli Thành Dòng Thên hướng dẫn. Ngồi trong xe buýt trên những nẻo đường Tây Ban Nha, chúng tôi thấy một số người lưng mang ba lô thật to, tay thì chống gậy đi bộ trên đường. Cha giải thích đó là những người đi bộ hành. Khi về nhà, cô em Kết Nghĩa đề nghị tôi xem cuốn phim The Way với tài tử chính Martin Sheen, cho biết khái niệm về đường bộ hành Jacobe. Thế là ước mơ được đi bộ hành của tôi bắt đầu từ đó. Thành phố Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha là nơi mộ của Thánh Jacobe Tông Đồ được tìm thấy vào đầu thế kỷ thứ 9. Từ đó người ta bắt đầu những cuộc bộ hành tới đây từ nhiều nơi. Đường French Way dài 770 cây số khởi hành từ Saint-Jean-Pierre-de-Port gần biên giới nước Pháp. Đây là đường bộ hành đầu tiên được trở thành di sản văn hóa thế giới UNESCO và cũng là đường nhiều người đi nhất. Em chưa đi bao giờ. Từ đầu tháng 5 năm 2014 thì chị Lan Hương kể, tôi may mắn được tham gia chuyến bộ hành đầu tiên cùng với 12 anh chị em khác. Chúng tôi đi 100 cây số từ Sarria tới Santiago de Compostela, vừa đủ tiêu chuẩn tối thiểu để được cấp chứng chỉ bộ hành. Là đi đến đâu người ta có đóng dấu đó, có chứng nhận. 6 ngày đi bộ đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Chúng tôi gặp rất nhiều người trên đoạn đường này. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Đại Hàn. Có một lúc tôi bị đau đầu gối nên dừng lại bên đường để nghỉ ngơi một chút. Một anh thanh niên người Nhật Bản đi ngang qua thấy tôi ngồi đó nên cũng dừng lại hỏi thăm xem tôi có cần giúp đỡ gì hay không. Chúng tôi trò chuyện một chút rồi anh cùng đi với tôi một đoạn cho tới khi tôi gặp lại nhóm. Tuy không phải là người theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng mà anh thanh niên này rất thích đi bộ hành. Anh vẫn thường đi khi có được nhiều ngày nghỉ phép. Tháng 3 năm 2017, tôi lại có cơ hội khác đi bộ hành bắt đầu từ Porto, Bồ Đào Nha cùng với 8 anh chị em. Tôi đi với lòng nặng trĩu vì anh bạn tốt của tôi đột ngột ra đi để lại vợ và 2 con thơ. Tôi lên đường ngay sau đám tang anh. 9 ngày đi bộ đã giúp tôi có được bình an trong tâm hồn và lòng tin tưởng tuyệt đối là Thiên Chúa sẽ cho anh hưởng phúc thiên đàng và sẽ chăm sóc vợ con cho anh. Những năm sau đó,
Tôi đi du lịch vòng quanh Hoa Kỳ, Pháp và Ý Đại Lợi. Khi tới Ý, câu chuyện với anh thanh niên Nhật Bản trên đường bộ hành năm xưa trở lại trong tôi. Hóa ra, giấc mơ được đi bộ hành vẫn chưa tròn. Chú ơi, còn ao ước được đi thêm một chuyến bộ hành nữa, từ Rome tới Assisi, và Chúa lại giúp tôi toại nguyện. Chị kể lần này thì tôi được đồng hành với 6 anh chị em khác. Theo dự định thì chúng tôi đi bộ 5 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày và đi tiếp 7 ngày nữa thì sẽ đến Assisi. Vì đi giữa trưa nắng nên ai cũng mệt, một vài người trong nhóm lại bắt đầu bị đau chân. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được chỗ nghỉ đêm. Bà chủ nhà tên là Christine vui vẻ mở cửa đón chào chúng tôi, nhưng mà lại bảo, "You come on the wrong date." Này căng à, bạn đến sai ngày rồi. Trời ơi, sau khi đi bộ mấy ngày trời, giữa trưa nắng, giờ tới nơi mà lại nghe bà nói là tới không đúng ngày, thì tôi chỉ muốn xỉu. Hỏi lại thì hóa ra bà muốn nói là chúng tôi đi sai hướng, wrong direction, mà không biết là bà nói làm sao nó mà lại thành là wrong date, là sai ngày. Nếu hôm trước chúng tôi ở Monte Rotondo thì hôm nay đáng lẽ bà phải thấy chúng tôi đến từ hướng bên phải nhà của bà, đằng này chúng tôi lại đi từ phía bên trái, cho nên bà mới nói như vậy. Bà đâu có biết cái vụ chúng tôi thay đổi chương trình để đi thăm dòng biển Đức nên mới tới từ hướng khác. Hú hồn hú vía. Căn nhà bà cho chúng tôi mướn thật rộng rãi và sạch sẽ, khang trang, rồi đầy đủ tiện nghi nữa. Bà chu đáo chuẩn bị nước lạnh, cà phê, trái cây và bánh ngọt sẵn sàng cho chúng tôi. Bà giúp chúng tôi đặt bàn ở tiệm ăn để ăn tối, vì trong con phố nhỏ này chỉ có một tiệm ăn nên rất đông khách. Sau khi tắm rửa, giặt giũ và phơi quần áo, chúng tôi đến tiệm ăn. Pizza ở đây ôi chao lại vừa ngon vừa rẻ mà có nhiều loại khác nhau, nên tha hồ ăn. Buổi tối về thì bà đã giúp mang quần áo chúng tôi vào trong nhà vì bà sợ xương xuống sẽ làm ướt. Cảm ơn Chúa cho chúng tôi gặp được một người chủ nhà dễ thương quá sức. Này đúng là the way we provide, là con đường hay là chính Chúa sẽ lo cho mình trên đường hay sao? Dạ, qua bà chủ nhà. Hồi hôm em ở Israel thì em thấy cũng có một anh hành hương đi xe đạp, đi từ đâu mà đến Israel bằng xe đạp. Cho nên là khi vô thì các cha trong cái cộng đoàn hay trong cái nhà khách của dòng Francisco đó, là mặc dù là mình đã có phòng đặt chỗ hết rồi, nhưng mà khi mà có một người hành hương như vậy đến là mấy cha đã có một cái lời hứa là sẽ phải mở cửa tiếp đón họ miễn phí. Đó là nếu mà họ đi bộ đó, là phải họ có một cái lời hứa là phải tiếp những người đi bộ như vậy đó, và mở đón tiếp miễn phí cho họ ngủ một ngày hai ngày nữa. Vâng, và chị chia sẻ tiếp đó là sáng hôm sau chúng tôi chia tay bà Christine và tiếp tục vác ba lô lên đường. Khi băng qua một khu rừng nhỏ, chúng tôi thấy nhiều cây chi chít với những đóa hoa màu hồng bé xíu. Cánh hoa rơi đầy lối đi như giống một tấm thảm. Thiên Chúa của tôi lãng mạn thật. Kế đến, chúng tôi tìm đến nhà dòng của các sơ dòng nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu, nơi chúng tôi nghỉ đêm hôm đó. Trưa nắng chang chang mà phải đi bộ lên dốc cả 2 tiếng đồng hồ thì thật là quá mệt, ngay cả với người đi bộ hàng tuần như tôi. Các sơ tiếp đón chúng tôi thật niềm nở và ân cần. Tối hôm đó, chúng tôi được ăn cơm chiên đồ biển, canh bắp cải, cá chiên, bánh bông lan và trái cây. Dù là khẩu vị Ý, nhưng chúng tôi ăn hết mình vì mấy hôm trước không được ăn canh và rau. Chỗ của các sơ là nhà tĩnh tâm nằm trên ngọn đồi nhỏ thật đẹp và bình yên. Ở đây có một sơ người Việt nên chúng tôi lại được tâm sự về quê hương Việt Nam, về những con đường, về những nhà thờ ở Sài Gòn. Chị Lan Hương chia sẻ, ơn xin của tôi cho chuyến đi bộ hành hương này là cho hòa bình, nơi đất thánh Jerusalem và cho đất nước Ukraine. Riêng với bản thân thì tôi xin được thấm nhuần tinh thần hòa bình của Thánh Francisco Assisi, hòa bình trong trái tim và với mọi người chung quanh. Vậy mà mới đi được 1/3 đường thôi thì lòng tôi đã có chiến tranh rồi. Đó là trong lòng đã có cái gì đó. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại không vui. Có phải vì tôi háo thắng, muốn chứng minh với bạn bè là tôi có thể đi bộ 12 ngày với cái ba lô nặng 4,5 kg trên vai hay không? Tôi thấy mình thật là ngốc nghếch vì trong nhóm của tôi lần này có 2 chị lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Ủa, lớn hơn gần 20 tuổi luôn, tức là người lớn tuổi lắm rồi. Đã đi trọn vẹn 770 cây số đường Jacobe trong hơn 1 tháng. Đi 2 tuần như tôi thì chẳng thấm vào đâu để mà khoe khoang. Trưởng đoàn của tôi đã bỏ rất nhiều giờ và sức lực để sắp xếp cho chuyến đi này. Tôi không giúp được gì thì cũng không được đòi hỏi hay phàn nàn. Và lại đi chung một nhóm như vậy thì phải theo ý kiến của mọi người, không được theo ý riêng. Nếu tôi không thích đi như vậy thì sẽ phải đi một mình. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Thánh Francisco Assisi vì sau 2 ngày vật lộn với bản thân,
tôi đã thấy ánh sáng. Đó là chiến tranh giằng co trong chính cái nội tâm của mình. Chị kể tiếp. Những ngày tiếp sau đó, tôi bình an với những lần chúng tôi nhảy lên xe buýt đi một đoạn, rồi lại mới đi bộ. Vì trước đó có mấy lần mệt quá, chúng tôi tìm bắt xe buýt hỗ trợ vài đoạn. Tôi nhận ra rằng cái quan trọng là có được chuyến đi vui vẻ, bình an và được cùng chiêm ngắm những kiệt tác mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Một anh trong nhóm hay nhắc chúng tôi hãy sống trọn giây phút hiện tại như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã sống trong những năm tháng lao tù. Cảm ơn anh vì nhờ vậy tôi vui hưởng những khoảnh khắc đang có, những núi đồi chập trùng, những cánh đồng hoa dại đủ màu sắc đẹp tuyệt vời mà không lo nghĩ tới ngày mai sẽ đi bộ hay đi xe buýt, trời sẽ nắng hay sẽ mưa đây. Có một buổi chiều, chúng tôi biểu quyết xem hôm sau nên đi xe buýt hay đi bộ vì dự báo thời tiết cho biết rằng sẽ mưa cả ngày và đây là đoạn đường khó đi. Thế thì 4 người muốn đi bộ, 3 người kia im lặng. Trong 3 người im lặng, có 2 người bị đau chân và 1 người thì đi bộ hành lần đầu. Cho nên thật ra là đi là trên tinh thần chung là đi bộ hết đúng không ạ? Nhưng mà sẽ có những lúc mà mình khó khăn quá thì cần mưa gió hay gì thì cũng phải cần có xe buýt. Thì nhiều khi chị lại thấy đấu tranh trong lòng là ố tôi đã quyết tâm đi bộ rồi mà để khẳng định gì đó. Giờ là sao là phải dùng đến xe buýt hỗ trợ. Nhưng mà thật ra là cái câu chuyện này của chị làm cho em có hứng đi bộ để tham gia cái chuyến này. Tại vì em biết là sẽ có những chuyến xe buýt để hỗ trợ cho mình. Mình chia sẻ tiếp ha. Quyết định đi bộ dường như có gì đó không ổn. Trong lúc chờ mọi người tắm rửa và giặt giũ quần áo, hai anh trong nhóm rủ nhau lang thang quanh làng một chút. Khi trở về, hai anh đề nghị chúng tôi đi xe buýt vì lòng bác ái với những người bị đau chân. Đó, vì lòng bác ái. Mọi người vui vẻ đồng ý. Đâu đó hình như có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vì đi xe buýt nên chúng tôi tới nơi khoảng 9 giờ sáng và được dự thánh lễ ở thánh đường Đức Mẹ lên trời. Sau đó chúng tôi đi xem viện bảo tàng của thành phố. Vì dốt môn lịch sử nên tôi không thích bảo tàng. Tuy nhiên, mọi người vào nên tôi cũng ngoan ngoãn vào theo. Đi được một lúc thì vai trái của tôi đau nhói. Thế là tôi có lý do để ngồi yên một chỗ chăm sóc cho chỗ đau. Thật ra thì vai trái của tôi đã đau ngay từ ngày đầu tiên của chuyến đi. Tôi chỉnh lại dây ba lô và liên tục xoay cổ xoay vai trong lúc đi bộ. Tuy đau nhức một chút, nhưng bỏ cái ba lô xuống thì cũng hết đau. Cơn đau lần này dữ dội và dai dẳng hơn. Phải xoa bóp một lúc lâu mới đỡ. Tìm hiểu thêm mới biết cái quan trọng nhất là cân nặng của cái ba lô rồi mới tới cách đeo trên lưng. Dù đã có kinh nghiệm từ 2 chuyến bộ hành trước, lần này tôi vẫn tiếp tục mang theo những thứ không cần dùng. Vứt đi thì tiếc, mà tiếp tục mang theo thì khổ cho đôi vai. Như trong cuộc sống cũng vậy, có nhiều cái mình bỏ đi thì tiếc mà mang theo thì thấy khổ. Nhưng mà tại mình không biết là mình sẽ cần nó khi nào. Chị tiếp rằng, Chúa cho đôi chân tôi khỏe mạnh. Chuyến bộ hành này tôi không hề đau chân hay bị rộp da. Vai tôi đau chỉ vì tôi mang nhiều thứ quá, không cần thiết. Tôi ngẫm nghĩ cuộc đời mình cũng thế. Chúa cho tôi tất cả những thứ tôi cần. Chúa muốn tôi sống vui và hạnh phúc. Những nỗi muộn phiền tôi có chỉ vì tôi luôn mang trên người những lo âu và những oán hờn vớ vẩn mà không dám bỏ lại chúng sau lưng. Cơn đau dạy tôi bài học về sự khiêm nhường khi khỏe mạnh cũng như khi đau yếu, khiêm nhường cảm thông với những đau khổ trong tâm hồn cũng như thể xác của những người xung quanh. Trước khi tôi lên đường, cha bạn ở nhà dặn dò tôi hãy đi trong tâm tình biết ơn vì những món quà mình đã nhận và sẽ nhận. Cha chúc tôi nhận được những ân sủng ngoài mong đợi. Vâng, tôi đã đi với hết tấm lòng biết ơn sâu xa vì mình có lòng ao ước, có sức khỏe, có cơ hội và có cả điều kiện để đi bộ hành lần thứ 3. Ân sủng tôi mong đợi là có được chuyến đi bình an, được chiêm ngắm thiên nhiên đẹp tuyệt vời và được thưởng thức những món ăn ngon của xứ sở ý đại lợi. Nhưng mà Chúa lại còn ban cho tôi hơn cả những điều này. Ngài cho tôi gặp được những người bản xứ thật tốt bụng, cho những trận cười nghiêng ngả với các bạn đồng hành và biết bao nhiêu là ơn khác nữa. Thế nhưng, ân sủng ngoài mong đợi và cũng là ân sủng lớn nhất của chuyến đi này là tôi đã từ bỏ được ý riêng. Đã hòa đồng vui vẻ lên xe buýt với mọi người và bình an trước bất kỳ quyết định nào của nhóm, chị kể. Cảm tạ Chúa đã cho con có một chuyến đi tuyệt vời hơn những gì con mong ước. Cảm ơn Thánh Francisco Assisi đã giúp con tập sống tinh thần hòa bình, biết khiêm nhường và biết mình nhiều hơn. Con biết mình không ngoan và cũng không xứng đáng để nhận lãnh những hồng ân này. Nhưng con cũng biết rằng tình yêu cha dành cho con là vô điều kiện.
Con nguyện sẽ tiếp tục chia sẻ tình yêu của cha với những người xung quanh. Và chị ký tên là Chuột Nhắt, tháng 6 năm 2023. Vâng, chúng ta đến với chia sẻ của chị Thương Thương, một chị khá lớn tuổi trong nhóm. Chị nói thế này, chúng con là nhóm bạn 7 người đến từ thành phố Ottawa, Canada và thành phố California, nước Mỹ. Chúng con mong gặp lại nhau cũng như là rất là ao ước cho chuyến hành hương này theo dự tính là 15 ngày. Riêng con thì không dám nói ra những lo âu về đôi chân của mình, nhưng qua mọi lời khuyến khích, lời nói ân cần, niềm vui đã lan tràn trong con, lòng can đảm và tin tưởng vào chú quan phòng sẽ gìn giữ con và cả đoàn trong suốt hành trình này. Không biết là sơ có biết là tại sao chị nói lo âu về đôi chân không? Tại vì được em được biết là trước khi lên đi cái chuyến đi này nè, thì chân chị còn một cái vết mổ chưa có khô hẳn, chưa có làm, mà vẫn đủ can đảm để đi bộ đến 14 ngày như vậy. Chị kể thế này, ngày đầu tiên chúng tôi đều vui vẻ hăng hái kể cho nhau nghe những vui buồn đã qua, chọc phá nhau trên đường làm cho bầu không khí bớt căng thẳng, cũng như là kể cho nhau những dự định trong tương lai. Đường đi không khó, nhưng gần đến nhà trọ thì chúng tôi gặp một cơn mưa của miền núi kéo đến thật nhanh, gió mạnh, hạt mưa lớn và nước phía trên cao chảy xuống đường dốc khá nhanh, khi cả đoàn đang đi tìm căn nhà trọ trong thành phố nhỏ này. Chúng tôi hơi ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt của chủ nhà. Cô ta hình như không biết nói gì mà chỉ mỉm cười, tiếp đón từng người chúng tôi ướt sũng nước mưa, bước vào nhà. Cảm ơn Chúa, chúng tôi có được nơi tạm trú qua đêm trong tinh thần san sẻ cho nhau những gì chúng tôi có tại Monte Sacro. Sáng hôm sau chúng tôi dâng lên Chúa một ngày mới qua một câu phúc âm theo Thánh Gioan và một kinh nghiệm của một vị thánh, giúp cuộc hành hương thể hiện tình bằng hữu và luôn có Chúa đi cùng, không những là 15 ngày bên nhau mà Chúa vẫn ở mãi với chúng con cho đến ngày tận thế Chúa nhé. Vâng, chị kể chúng tôi vượt qua các cánh đồng cỏ hoang bùn lầy, lên xuống hai dốc đồi để đến làng Monte Rotondo, và nơi đây có nhiều loại hoa thật đẹp, hoa dại, làm cho con nhớ đến câu phúc âm: thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc thì cũng không mặc đẹp bằng một cái bông hoa huệ ngoài đồng. Đặc biệt là hôm nay là ngày kính thánh Giacobbe trẻ và thánh Philippe là quan thầy của thành phố, cho nên chúng tôi cùng cộng đoàn địa phương rước kiệu từ nhà thờ này sang nhà thờ khác cùng trong một làng. Đến ngày kỷ niệm 22 năm hôn phối của anh chị Mỹ Hương, tức là anh chị cũng trong đoàn hành hương này, nên chúng tôi đi bộ buổi sáng và được mời tiệc mừng buổi trưa tại nhà hàng. Sau đó lấy một chặng đường xe buýt và tiếp tục leo đồi để đến tu viện của sơ Diễm. Chúng tôi được các sơ dòng nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu tiếp đãi bữa cơm tối nồng hậu và lời ca tiếng hát của anh chị Mỹ Hương, làm không khí thêm phần long trọng của lời thề hứa năm xưa là cùng nhau tiến bước trung kiên, chung thủy trong mối tình của Thầy Giêsu đã cưu mang trong đời sống của hai anh chị. Đường đi đến làng Reti ẩn mình quanh dòng suối mát, ánh sáng ban mai lướt nhẹ trên những loại hoa đang còn e ấp khoe sắc màu. Văn văn ghê ha, văn chương. Hòa quyện trong bầu trời vầng mây xanh cùng những cơn gió thoảng nhẹ, khiến lòng người cảm thấy một niềm vui an bình đang tuôn tràn trong tâm hồn, như muốn hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người. Vào đến trung tâm làng, chúng tôi thấy vui hơn vì có đông người, có đàn ngỗng trắng, đàn vịt đang vui đùa kiếm ăn dưới bờ hồ nước trong xanh, như là muốn chào đón chúng tôi đã đến rồi điểm hẹn của ngày hôm nay. Cơm tối của chúng tôi được thưởng thức đó là sushi của làng Reti, rất ngon, mà chị thêm có lẽ là vì đói. Dạ, ngon vì đói. Trên đường đến thăm thánh địa St. James, sau đó đi bộ có vài con dốc ngắn nhưng hơi cao, lại nhiều sỏi đá và vô số muỗi rừng yêu mến chúng tôi. Có vài anh chị trong đoàn từng người một vỗ ếch, hái hoa rừng. Là té thẳng trước người dập mặt quá. Dạ, và chị bảo là cái này thì về làm quà biếu cha Yên. Ủa có nữa, có cái chai quà luôn. Dạ. Có hoa rừng. Quà luôn. Không thấy hoa rừng gì hết trơn. Chắc cất tủ để cho thơm. Dạ. Vừa ra khỏi cánh rừng, chúng tôi hớn hở vui mừng vì thấy bờ hồ thật đẹp, thật im lặng và hùng vĩ. Tưởng là đến địa điểm rồi nhưng lại tiếp tục rảo bước thinh lặng trong cơn mưa. Chị Phương Lan nói, tới rồi. Và khi bước sang bên đường thì lại phải leo thêm một dốc nữa mới đến nơi. sắp tới thì chưa tới. Dạ. Chúng tôi lặng lẽ theo nhau, nhưng bù lại nhà ở nhìn ra bờ hồ thật đẹp và một bữa ăn tối rất là ngon. Dạ.
Cái này em kinh nghiệm mà mỗi lần đi chung là chủ đoàn hay lừa dối thì là sắp tới rồi xíu nữa là anh Thư con gái tôi gói những gì còn lại chiều hôm qua thành những phần cơm trưa và cơn mưa vẫn tiếp tục rơi trên suốt đường đi. Chúng tôi đến căn hộ rất sớm lúc 12:30 vào ban trưa. Tuy căn hộ hơi nhỏ nhưng người cho mướn nhà rất nhiệt tình, chở chúng tôi đi ăn tối ngon, giá phải chăng tại nhà hàng ở làng kế bên và rước chúng tôi về nhà trọ, thật là hạnh phúc. Hôm sau chúng tôi đi xe buýt vài trạm vào buổi sáng, anh Thư chạy trước chúng tôi và bị lạc nhau ngay ngã rẽ. Phần còn lại chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã đi lệch hướng. Chúng tôi chờ nhau rồi quyết định quay trở lại con đường mòn. Cuối cùng anh Thư đã tìm đường quay lại trước khi chúng tôi tiếp tục đi. Chúng tôi đã đi đến 15,25 dặm, tức là 24,4 km. Wow, đi bộ. Ở Spello, chúng tôi nghỉ đêm ở giường tầng, đúng kiểu hành hương. Chúng tôi đi qua những cánh đồng hoa anh túc đẹp nhất từ trước đến nay. Anh Đạt nhắc chúng tôi rằng hãy sống giây phút hiện tại. Từ Spello, chúng tôi đến Assisi lúc 11:55 sáng để kịp thánh lễ với nhà dòng. Và chúng tôi hôm nay mới thực sự được 2 ngày cơm, đúng tiêu chuẩn của người hành hương bộ hành, tức là thức ăn ngon cũng như người tiếp đãi cho các bữa ăn rất vui và ân cần. Ở đây cơm mà đúng tiêu chuẩn của người hành hương, nhất là theo em nghĩ thôi, em không biết là cơm ở bình dân quá. Còn mấy hôm trước thì ăn ở quán này quán nọ, cơm trong nhà dòng thì bình dân hơn. Đi xe lửa về Roma, anh Thư lạc thêm một lần nữa trước trạm cuối xe lửa. Và xin tạ ơn Chúa, rốt cuộc thì chúng con cũng tìm lại được nhau. Thánh lễ do cha Yên chủ tế, chúng tôi chia sẻ cho nhau những tâm tình rất dễ thương, sống động, nhiệt tình, đã hâm nóng lại tình yêu, lòng tin, lòng mến và sự trông cậy nơi Thiên Chúa qua từng hoàn cảnh sống của mỗi người chúng tôi. Năm nay thì tôi cảm nhận được có Chúa luôn kề bên, như là câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus, như là hai chữ hiệp hành. Lạy Chúa, Ngài đã cùng con đi qua các làng mạc, núi non hùng vĩ, hòa muôn màu sắc khác nhau của từng loài hoa trên đường, mưa nắng thuận hòa trong cảnh đẹp thiên nhiên mà Ngài đã tạo dựng cho con người, đã đánh thức giúp chúng con biết sống kiên nhẫn, chấp nhận, giúp đỡ, thông cảm với nhau, với tha nhân trong lòng kính mến Chúa, trong lòng yêu người, như Chúa hằng mong đợi mỗi người chúng con. Em đang nghĩ đến một cái chuyện thế này, đi hành hương dành ra có 15 ngày thôi. Mà về là vừa viết văn hay, tại vì cảnh đẹp quá. Mà thất cảnh thì sẽ sinh tình. Rồi sau đó lại còn bỏ được ý riêng, rồi được ăn món ngon. Chắc bữa nay em phải đăng ký đi thật. Con cũng nhớ đến các chủ nhà trọ, các sơ ở các nhà dòng khác nhau đã giúp đỡ chúng con có những buổi cơm tối thanh đạm và tạm trú qua đêm. Con suy tư đến những khổ cực hy sinh của Chúa Giê-xu và các thánh trên những đoạn đường rao giảng lời Chúa khi xưa. Xin cho con biết từ bỏ những tiện nghi không cần thiết trong cuộc sống của mình để cuộc sống của con được thanh thoát hơn. Con cảm nhận được tấm chân tình, lòng nhân ái mà các bạn đã dành cho nhau. Cho con chiên lạc được trở lại cùng bầy chiên trong vòng tay yêu thương của cùng một chủ chăn. Cuối cùng thay lời cho cả nhóm hành hương, chị Phương Lan xin đúc kết hành trình như sau. Chị viết bằng tiếng Anh. This Camino is awesome. I have the amazing experiences of encountering God lively through and in nature, culture, food and people, local and many pilgrims from all walks of life and different corners of the world. Anh xin tạm dịch là con đường hay cái hành trình Camino này thật là tuyệt vời. Tôi có những trải nghiệm tuyệt diệu khi gặp gỡ Chúa một cách sống động thông qua thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và con người, người địa phương cùng nhiều du khách đến từ mọi tầng lớp và khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn Vatican News tiếng Việt đã đồng hành cùng nhóm trong chuyến Camino này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Nhịp cầu Hiệp hành số 14. Và xin cũng đừng ngại gửi thư chia sẻ cho chúng tôi, cũng như là đóng góp, kể chuyện, tâm tình với chúng tôi ngang qua địa chỉ email nhịpcầuhiệphành@gmail.com quý vị nhé. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Theo Người, một sáng tác của nhạc sĩ Nam Du, với tiếng hát của ca sĩ Diệu Hiền. Theo người lên núi, theo người về xuôi, tình đó. Vâng, chúng ta cùng nghe những cái giai điệu rất là thú vị và hy vọng là mọi người sẽ thêm hứng khởi để có thể đăng ký một cái chuyến bộ hành nào đó tại Việt Nam hoặc là ở nước ngoài chẳng hạn, và chúng ta biết đâu chúng ta lại gặp nhau trên con đường như thế. Xin chào và hẹn gặp lại.
tình 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 dắt nhau lên đường đến miền đất mới gieo trồng tình yêu tình 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 cây đời nở hoa. Hãy subscribe.